Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Kính thưa các quý đạo hữu, ngày 23 tháng 4 là ngày vía của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, tức là ngày vía của Đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, thành đạo tức là thành, thành Phật đấy. Thì chúng ta thường thường hay đọc tụng Mời Hạnh Nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Lần trước tu tập thì chúng ta đã phần nào thấy được cái công đức từ mười hạnh nguyện của ngài lợi ích cho chúng sinh từ mười hạnh nguyện của ngài thế nhưng mà chúng ta cũng không biết là đến bao giờ thì ngài thành Phật và thành Phật ở đâu hôm nay trong cái buổi tu tập Tụng Kinh ngày hôm nay, chúng ta đã biết được là tới bao giờ thì Ngài thành Phật, Ngài thành Phật ở đâu và khi thành Phật thì hiệu của Ngài là thế nào. Thì Tâm chú Hoàn Quán cùng với các quý đạo hữu chúng ta chia sẻ lại cái bài kinh này để chúng ta cùng nhau à, có cái buổi thiền quán thật là được lợi ích. Thì kính thưa các quý đạo hữu, Tâm chiếu Hoàn Quán xin lược qua bài kinh một chút. Thì khi mà Đức Như Lai ê, bảo tả À, ngài lập pháp hội để thọ ký cho các bậc bồ tát thì lúc bấy giờ là có vương tử mẫn đồ vương tử mẫn đồ này chính là đức phổ hiền bồ tát từ trước lúc mà đức phật bảo tạng thọ ký cho thì vương tử mẫn đồ trong các cái phần kinh khác không có ở trong bài kinh này thì trong các phần kinh khác là do ngài phát nguyện liền ba tháng cúng dường cho phật và chư tăng thì trong ba tháng cúng dường đó thì ngài rất là hoan hỷ và ngài đã được một vị phạm chí tên là bảo hải vị phạm chí tên là bảo hải thì đã phát nguyện bồ đề rồi thì phạm chí bảo hải mới thấy vương tử mẫn đồ cúng dường như vậy thì Phạm Chí Bảo Hải mới khuyến khích Vương Tử Mẫn Đồ là ông lên lấy cái công đức cúng dường này để mà cầu vô thượng Bồ Đề. Thì lúc bấy giờ Vương Tử Mẫn Đồ mới liền bạch Phật và vào cái bài kinh này. Tâm Chí Quán đọc qua Vương Tử Mẫn Đồ liền bạch trước Phật rằng Thế Tôn sở nguyện của con ở ngay nơi thế giới bất định này để tu hành đạo Bồ Tát, lại còn tu sửa trang nghiêm cho mười ngàn thế giới bất tịnh, khiến cho đều được trang nghiêm thanh tịnh giống như thế giới thanh hương quang minh vô cấu. Kính thưa quý đạo hữu, thì khi mà được khuyến pháp phát tâm Bồ Đề như vậy, thì Vương Tử Mẫn Đồ có những cái khuyến pháp rất là mạnh mẽ. Ví dụ như chúng ta bảo thôi phát tâm Bồ Đề đi lợi ích chúng sinh một chút thì chúng ta còn ngăn ngại, còn so đo, còn tính toán, còn rất là nhiều những cái việc sợ hãi vì tham dục mà. Thế nhưng mà Vương Tử Mẫn Đồ thì ngay khi nghe đến chữ phát tâm Bồ đề để mà cầu thành tựu vô thượng Bồ đề, ngài đã phát tâm một cách rất là dũng mãnh là con ở ngay cái thế giới bất tịnh này để trang nghiêm thế giới bất tịnh này mà không những trang nghiêm cái thế giới bất tịnh này lại còn trang nghiêm thêm là cho 10.000 thế giới bất tịnh nữa. Thì Kính thưa quý đạo hữu ví dụ như là à, các quý đạo hữu ở trong gia đình của mình, gọi là trong gia đình thôi, nó nhỏ nhỏ như là một thế giới nhỏ nhỏ thôi. Thì muốn là cha mẹ mình cũng biết đến Phật pháp bỏ ác làm lành cùng nhau tu tập. Đấy là cái nguyện là muốn cho ở cái thế giới gọi là thế giới gia đình mình, mọi người cùng được bỏ ác làm lành tu theo Phật pháp, phát tâm Bồ đề. Thế nhưng mà ngài thì lại còn muốn là phát nguyện cho cả một cái thế giới bất tịnh này, ví dụ cả một cái cái quả địa cầu này chẳng hạn. Thế xong rồi không những thế lại còn 10 ngàn thế giới bất tịnh Ngài cũng muốn trang nghiêm như vậy Chúng ta thấy công đức của Ngài vĩ đại không? Thế thì chính vì như vậy cho nên chúng ta không có trần trừ Chúng ta muốn trang nghiêm được một thế giới này Thì chúng ta phải trang nghiêm được gia đình mình Làng xóm mình, đất nước mình Rồi mới toàn toàn cầu nữa nhưng phật tử chúng ta thì mới sơ qua được mỗi một chút những cái người mà có duyên với mình thôi cho nên mình phải phát nguyện nhé, mình phải phát nguyện rằng nếu ai mà có duyên với tôi thì tôi cũng đưa cho họ giáo hóa cho họ kết duyên với họ sách tấn cho họ để họ có thể phát được tâm bồ đề. Thế ở câu lạc bộ cúc vàng của chúng ta khuyến khích từ mấy năm nay rồi các phật tử chúng ta mới bắt đầu mới phát nguyện Bồ đề tức là tụng xong cái bài 49 ngày và 108 ngày đấy mới gọi là hoàn thiện cái phát nguyện Bồ đề hướng tới chúng sinh mà phát nguyện Bồ đề. Mới bắt đầu thực hành Bồ đề eh, hạnh nào là chia sẻ Phật pháp, khuyến hóa người tu hành làm việc phận sự rồi làm các công đức trong lục hòa. Đấy, khó khăn như thế đấy chúng ta sách tấn nhau như thế mà chúng ta mới được như vậy. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy là ngài rất là dũng mãnh. Ngay cái buổi sơ tâm ngài đã dũng mãnh như vậy rồi. Lại còn nữa, tâm chiếu hoàn quán xin đọc tiếp. Con cũng sẽ giáo hóa vô số các vị Bồ Tát khiến cho đều được tâm thanh tịnh, không có sự cấu ế những Bồ Tát như thế đầy khắp trong cõi thế giới của con. Sau đó con mới thành tựu quả A Lậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái quả à, A Lậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là quả vị Phật chính đẳng chính giác. Thì Ngài có phát nguyện rằng Ngài sẽ giáo hóa cho tất cả các vị Bồ Tát, tức là những người đã phát tâm sơ khởi phát tâm Bồ Tát cho tới khi mà trong cái cõi giới này của Ngài, Ngài ở thế giới nào, Ngài giáo hóa chúng sinh thì Ngài đều giáo hóa cho các vị Bồ Tát đó vào được tới tâm bất thối chuyển. Như vậy, Ngài mới thành tựu vô thượng Bồ đề, tức là như vậy đến lúc đấy Ngài mới thành tựu còn không, Ngài còn đi giáo hóa. Thế ở đây thì chúng ta khi mà ở trong một đạo tràng chúng ta trợ giúp cho các phật tử của mình thì đôi khi những phật tử của mình họ còn những cái tâm bất thiện họ quay lại họ có thể ứng xử không tốt đối với mình thì mình lại lập tức ứng xử không tốt với người ta thế thì như thế thì làm sao gọi là giáo hóa chúng sinh giáo hóa những người mà để cho họ không còn cái tâm cấu ế cái chỗ này chúng ta phải học vì chúng ta đã là người biết hơn một chút rồi Tất cả những người mà còn cấu ế tâm với mình là họ chưa biết Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm làm sao đó Chúng ta đưa họ vào cái chỗ để cho họ biết Vào cái chỗ để cho họ giác ngộ Thế thì ở đây chúng ta phải làm sao? Phải là khi đã phát nguyện tu tập rồi, phát nguyện trợ duyên cho người khác rồi thì trong đạo tràng, đạo tràng trưởng thì đừng khởi tâm bất thiện, hoặc là đã khởi tâm bất thiện thì phải diệt trừ tâm bất thiện đối với các Phật tử đạo hữu trong ban cán sự của mình. Đối với các bạn đồng tu của mình, một lòng hướng cho họ để cho họ có lòng tin đối với lại chánh pháp, để cho họ có lòng tin để họ phát được tâm Bồ Đề. Thì ở đây, các đạo hữu trong câu lạc bộ quốc vàng của chúng ta xem rằng đạo tràng trưởng nào khuyến phát được cho nhiều Phật tử giữ được niệm quy y bất thối chuyển phát được tâm bồ đề thực hành được lục hòa ban cán sự nào có thể giúp cho phật tử của mình trụ được ở trong cái cái niệm quy y tam bảo trụ ở trong cái niệm phát tâm bồ đề bất thối chuyển đó đấy ở đây là chúng ta học của các vị bồ tát đấy rồi thế tôn nguyện khi con tu hành đạo bồ tát phải vượt trội hơn so với các vị bồ tát khác tức là chỗ này là ngài luôn luôn nhìn thấy sự tinh tấn của người khác để học hỏi, để loi theo, để vượt lên. Thấy người khác tinh tấn thì mình học hỏi, mình loi theo. Loi theo thì mới bằng được người ta. Đúng không? Loi theo thì mới bằng. Nhưng từ cái loi theo đấy lại còn phải vượt trội lên nữa. Là hơn lên nữa, tinh tấn hơn nữa. Cái đó là chúng ta phải học. Tiếp. Thế tôn, trong bảy năm qua, con đã ngồi ngay ngắn tư duy về những công đức thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát cùng với đủ mọi thứ công đức trang nghiêm, tốt đẹp của các cõi Phật, khi ấy con liền được thấy đủ mọi sự trang nghiêm của các phép tam muội bằng với 11.000 môn tam muội của hàng Bồ Tát tu hành tinh tấn. Cái chỗ này là mấu chốt của cái phần kinh ngày hôm nay. Hệ kính thưa các quý đạo hữu, tam muội tức là cái sức định. Sức định tức là chú yên ở một chỗ thanh tịnh định là ở yên một chỗ ở yên một chỗ thanh tịnh thì tùy cái chỗ thanh tịnh nào mà mình cần ví dụ như là ở đây là chú niệm từ bi định từ bi định hỉ định xả tức là ví dụ như là mình à, mong muốn cho người này trợ duyên cho người này để cho họ giảm trừ cái tâm cố uế để cho họ vào được trong phật pháp họ tinh tấn được tu hành thì chúng ta phải ở yên tâm của chúng ta ở chỗ thế nào ở chỗ yêu thương từ bi đấy từ bi là giúp cho họ để cho họ có thể chuyển hóa phải ở trong cái liệm xả là vì mình không chấp mình không chấp tất cả những gì họ gây đến cho mình, họ làm cho mình uh, những cái điều mà ví dụ như là họ có thể ác hại, họ có thể chửi bới, họ có thể khinh chê, họ có thể đi làm nhiều những cái điều mà dối tâm loạn trí nhiều người để người ta ác hại mình, thì mình vẫn ở yên ở cái lòng từ bi đối với họ một cái mục đích duy nhất là để cho họ vào đạo đấy là ở yên ở trong cái định đấy, đấy gọi là định nhé các quý đạo hữu ạ, ở yên ở đấy trong định từ bi, thế thì ở đây là Vương Tử Mẫn Đồ trong 7 năm qua, trong bảy năm liền, luôn luôn tư duy về công đức thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát cùng với đủ mọi công đức trang nghiêm của các cõi Phật. Bảy năm liền tư duy như thế. Tâm chú còn có đọc kinh. Khi ấy con liền được thấy đủ mọi sự trang nghiêm của Phép Tam Muội bằng với 11.000 tam muội của hàng Bồ Tát tu hành tinh tấn. Tức là Ngài ngồi 7 năm, tức là trong 7 năm đấy, Ngài an trú ở tâm, tư duy quán chiếu về công đức thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát. Cho nên cái điều đó đã khiến cho Ngài có được cái kết quả là Ngài thấy được mọi sự trang nghiêm của Tam Muội tức là của định bằng với 11.000 môn tam muội của các hàng Bồ Tát tu hành tinh tấn, tức là cái 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 sức định của ngài nó vượt thắng hơn tất cả các vị Bồ Tát khác như vậy. Vì thế cho nên ngài thấy được các cái cõi Phật. Hay không? Như thế thì mới có lòng tin, vì chính như thế thì ngài mới phát được cái tâm lớn như thế là do ngài có tư duy nhiều về công đức của chư Phật, chư Bồ Tát thì trong tuần vừa qua chúng ta cũng đã tư duy về à, công đức phát tâm bồ đề của à, tiền thân của đức Phật Tích Ca là Bồ Tát thì ngài ở trong cõi súc sinh ngài ở trong cõi người ngài đã kiên định tu tập giới kiên định tu tập bố thí cúng dường Hả? Thế thì khi chúng ta đọc như thế Thì chúng ta sẽ thấy công đức của các ngài rất lớn Mình cảm niệm được công đức của các ngài Nhưng nếu như chúng ta cứ có 7 năm liền Ngày nào chúng ta cũng tu như vậy Thì chắc chắn là cái sức định của chúng ta nó sẽ lớn lên Cái tâm của chúng ta nó sẽ phát được dũng mãnh lên Rộng lớn lên Đấy, trước khi tu và sau khi tu Thì mỗi một ngày tu các quý đạo hữu đều thấy tâm của mình rộng lên Đấy, thế mà đây Ngài 7 năm liền chuyên tâm tu tập để cảm niệm cái ân đức của chư Phật, chư Bồ Tát. Vì thế cho nên Ngài mới phát tâm rất là dũng mạnh trong việc cúng dường và tán thán công đức của chư Phật, chư Bồ Tát. Hay chúng ta có quán niệm đến cái công đức, đức hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát thì chúng ta mới có thể tán thán thật tâm mình được, mới có thể tri ân thật tâm mình được và từ cái sự tán thán tri ân đó chúng ta mới có thể phát đại nguyện được. Các quý đạo hữu ạ, trên cái việc tu tập để tư duy về công hạnh của tiền thân các đức Phật của các hàng Bồ Tát là vô cùng quan trọng, vô cùng quý giá và lợi ích cho chúng ta trên con đường à, giải thoát của chúng ta và trên con đường cầu vô thượng Bồ đề và trên con đường làm lợi ích chúng sinh của chúng ta. Thì phần này là phần rất quan trọng cho nên chúng ta phải thường tư duy nhớ nghĩ về công hạnh, hạnh nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát. Đấy, chúng ta phải thường như thế thì chúng ta sẽ có được cái, cái tâm dũng mạnh khi chúng ta phát nguyện Bồ Đề. Các quý đạo hữu ạ. Tâm trí Hoàn Quán xin trạch tiếp. Con cũng nguyện cho các vị Bồ Tát trong tương lai tu hành đạo Bồ Tát thầy đều được các phép tam muội như vậy, tức là ngài sẽ trợ duyên cho các vị Bồ Tát khác khi tu hành đều có được những cái định như thế này, như ngài là cái định vượt trội bằng 11.000 môn tam muội của các vị Bồ Tát khác, tức là ngài sẽ trợ duyên cho cho các vị Bồ Tát khác cũng được như vậy. Ở đây thì trong phần kinh còn rất là nhiều là ngài ấy, nguyện đạt được tam muội xuất ly tam thế thắng tràng, ngài còn nguyện đạt được tam muội bất thối rất là nhiều chúng ta đọc ở trong này rất là nhiều thì tâm chiếu hoàn quán chỉ đọc qua một phần để trạch cho chúng ta cùng thực hành thôi. Ngài có cái nguyện rất là lớn, đây là cái nguyện về số kiếp thế tôn nguyện cho mỗi một hóa thân của con ở chỗ của mỗi một vị Phật đều trải qua số kiếp nhiều như số giọt nước trong biển cả để tu hành đạo Bồ Tát. Thì kính thưa quý đạo hữu ví dụ như là chúng ta ở đây mà chúng ta phát tâm bồ đề, chúng ta phát nguyện hành Bồ Tát đạo thì gọi là chúng ta đang ở trong chỗ của Đức Phật thích ca. đấy tức là chúng ta đang ở chỗ của thời của Đức Phật thích ca để chúng ta hành Bồ Tát Đạo. Ví dụ như chúng ta đã được, đấy là nói ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu. Chúng ta nếu như là một người phát tâm Bồ Đề, chúng ta đang thực hành Bồ Tát Đạo thì gọi là ở đây là ở chỗ của Đức Phật Thích Ca thực hành Bồ Tát Đạo. Thế nhưng ở đây nhé, Ngài phát nguyện như thế này cơ mà. Nguyện cho mỗi một hóa thân của con ở chỗ mỗi đức Phật đều trải qua số kiếp nhiều như số giọt nước trong biển cả để tu hành Bồ Tát đạo. Ở trong mỗi một thời đức Phật, ngài hóa thân liên tục. Ở trong 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 cái kiếp của đức Phật Thích Ca này, cái số kiếp nhiều như là số giọt nước trong biển cả để mà giáo hóa chúng sinh thì có thể là ở trong những cái loài xúc sinh nhỏ để giáo hóa thì cái số kiếp nó rất là ngắn. Số kiếp của con người đôi khi là người ta chỉ cần sống đến 10 tuổi, 20 tuổi hay 50 tuổi hay 100 đấy là tùy, miễn là người ta giáo hóa ở trong nguyện của người ta xong, giáo hóa xong người ta lại xả thân, lại hóa thân ở một kiếp khác. Thế mà mỗi một kiếp mà mỗi một kiếp của một đức Phật mà ngài hóa thân nhiều đến mức độ như vậy, tức là liên tục không ngừng nghỉ, bỏ thân tứ đại này lại thọ thân tứ đại khác hành bồ tát đạo chúng ta thấy nguyện lớn như vậy không nhà mỏi không tính đếm đến cái sự là phải chịu khổ ví dụ như chúng ta sinh ra thân người chúng ta thấy khổ quá thôi con làm sao tu cho giải thoát nhanh có một mình con thôi chứ còn bảo là quay trở lại mà độ thì thôi 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 con không quay lại đâu mệt nó khổ lắm nhưng mà ngài thì không có thế nếu như mà chúng ta mà À, à mà như thế các vị Bồ Tát cũng như thế thì bây giờ chắc có lẽ là chúng ta cũng không có ai độ cho chúng ta. Nếu như sư phụ của chúng ta mà cũng không quay lại ví dụ như thế thì đã không có chúng ta ngồi đây, lấy ai ngồi đây đây? Đúng không? Đó. Thế cho nên là qua cái bài này chúng ta phải thấy rằng các vị Bồ Tát khi đã phát nguyện vì lợi ích chúng sinh như vậy thì chỉ mong muốn cho chúng sinh được hạnh phúc chứ không nghĩ đến mình nữa. Nhiều lúc chúng ta chỉ nghĩ đến mình thôi không nghĩ đến lợi ích của người xung quanh chỉ nghĩ đến lợi ích của mình tôi được gì Tôi làm như thế tôi được gì tội gì tôi phải làm thế Đấy là cái tâm đấy là tâm nhỏ tâm đấy không phải tâm của Bồ Tát Tôi làm cái này thì anh phải cảm ơn tôi Tôi làm cái này tôi phải được anh khen tôi Tôi làm thế này để được khen tôi làm thế này để được cảm ơn cái đấy không phải là tâm của Bồ Tát đâu ạ Các ngài sinh ra đời chỉ với một niệm duy nhất là giúp cho chúng sinh được phát nguyện bồ đề trụ tâm bồ đề bất thối chuyển để nớ, nớp này nớp khác lối tiếp nhau cứu khổ cho chúng sinh không bao giờ nghĩ đến là tôi bị thua thiệt cái gì tức là chữ tôi đã biến mất các quý đạo hữu không còn chữ tôi nữa chỉ là nợ ích chúng hữu tình chứ không còn chữ tôi cho nên chúng ta thực hành pháp lục hòa là bước đệm đầu tiên để chúng ta có cái tập duyên tức là nhiều duyên nó kết tập vào cho chúng ta tập làm các việc trong hạnh bồ tát không có chữ tôi xuất hiện nữa các quý đạo hữu làm muôn công đức nhưng lại không có chữ tôi xuất hiện nếu các quý đạo hữu chúng ta ở trong đạo tràng của mình làm tất cả các thiện phận sự công đức nếu công đức nào không có chữ tôi xuất hiện công đức nào đúng với pháp luật hòa thì các quý đạo hữu biết rằng đấy là mình đang giúp cho mình có được cái nhân của bồ tát tập cho mình những cái cái hạnh của bồ tát Chứ không phải là chúng ta nói rằng chúng tôi làm bao nhiêu công như thế mà lại không biết hết công của tôi như thế thì chúng ta không được một mảy công đức nào của Bồ Tát đâu. Không được một mảy công đức nào. Các quý đạo hữu ạ. Tâm chiếu hoàn quán xin đọc tiếp. Ngài lại còn ở nơi trước một Đức Phật mà hiện đến chỗ của chư Phật nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật dùng những lời ngợi khen xưng tán vi diệu để xưng tán chư Phật. Cái phần xưng tán chư Phật này ấy, thì không phải là chúng ta đến chỗ Phật xong chúng ta khen Phật là con bạch Phật, Phật quá tuyệt vời. Như vậy không gọi là xưng tán chư Phật đâu ạ. Xưng tán chư Phật là xưng tán với ai? Xưng tán với những người mà mình cần khuyến hóa cho họ để cho họ có lòng tin đối với Phật, để cho họ có lòng tin đối với giáo pháp của Phật. Đấy mới gọi là xưng tán chư Phật. Chúng ta đừng hiểu lầm xưng tán Phật là đến trước Phật, khen ngợi Phật. Các quý đạo hữu ạ. Thế chúng ta tụng bài Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Cái đấy không phải là chúng ta xưng tán để cho Phật nghe, mà xưng tán cho tất cả những chúng sinh bên ngoài biết được Đức Phật là như vậy để quay về nương tựa Phật mà tu tập. Thế ở đây những cái hành động xưng tán chư Phật giống như đức Bồ Tát Phổ Hiền là thế nào? Là chúng ta tu tập được chuyển nghiệp, chúng ta phải mang cái sự tu tập chuyển nghiệp của mình để nói cho nhiều người biết thì đó gọi là xưng tán Phật pháp tăng, xưng tán Tam bảo đấy, các quý đạo hữu ạ. Xưng tán pháp Phật, xưng tán Tam bảo đối với tất cả mọi người để khiến cho mọi người có lòng tin đối với Phật Pháp, khiến cho mọi người tu tập Phật Pháp mới gọi là xưng tán chư Phật. Các quý đạo hữu ạ. Chứ không phải là chúng ta đến trước Đức Phật, chúng ta khen là Ngài quá tuyệt vời, Ngài là Thầy của ba cõi. Cái đấy các ngài tự biết các ngài là Thầy của ba cõi mà các ngài rời qua sự khen và chê rồi. Trên xưng tán chư Phật chúng ta nhớ nhé sưng tán chư Phật là chúng ta mang giáo pháp của Phật mang sự tu tập chuyển hóa của mình chuyển hóa của người để cho người khác có được lòng tin đối với giáo pháp của Phật có được sự thực hành để chuyển hóa nghiệp đó gọi là học hạnh của đức phổ hiền ấy. các quý đạo hữu ạ. đấy chúng ta học được phần này thứ nữa nguyện cho con được tam muội vô tránh nhờ sức của tam muội nên chỉ trong thời gian một niệm có thể thấy hết được những thế giới thanh tịnh nhiệm màu của chư Phật trong hiện tại, quá khứ và vị lai. Tức là chỉ ở trong một niệm thì cái sức định của ngài ngài thấy được tất cả các cõi giới của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì kính thưa các quý đạo hữu, cái lúc trước mà tu tập À, à, cầu về vãng sinh về tây phương cực lạc ấy thì à, về sau thì tâm chiếu hoàn quán đã phát cái nguyện bồ đề là mình không có mình không có về tây phương nữa mình không về tây phương mà được hưởng cái hạnh phúc riêng một mình mình nữa cho nên tâm chiếu hoàn quán phát nguyện bồ đề để mình tu hành bồ tát đạo và thành tựu quả vô thượng chính đáng chính giác ở những cái cõi này gọi là cái cõi bất tịnh chứ không muốn thành Phật thành tựu vô thượng bồ đề ở cõi tịnh tức là cõi của Đức Phật A Di Đà không về đấy để mà tu hành để thành tựu ở đấy mà phải thanh tịnh à, ở ngay cõi dục này tức là giống như theo gương của Đức Phật Thích Ca tâm trí hoàn quán xin đọc tiếp nguyện cho con được tam muội thủ lăng nghiêm nhờ sức của tam muội nên có thể biến hóa thành thân của chúng sinh địa ngục vào trong địa ngục thuyết giảng chánh pháp nhiệm màu cho chúng sinh trong đó khuyến khích và làm cho họ phát tâm an ẩu đa la tam miệu tam bồ đề tức là phát tâm để cầu thành phật những chúng sinh ấy được nghe chánh pháp rồi liền nhanh chóng phát tâm bồ đề vô thượng Niền đó mạng chung sinh lên cõi người Rồi tùy nơi sinh ra thường gặp Phật Tùy chỗ gặp Phật được nghe thuyết Pháp Nghe nhận chánh Pháp Rồi niền trụ yên nơi địa vị không còn thối chuyển Ngài vào trong địa ngục Thuyết Pháp khiến cho chúng sinh được giác ngộ Nhưng mà cái sự thuyết Pháp của Ngài đã gieo được hạt giống bồ đề trong tâm của chúng sinh đó, khiến cho chúng sinh đó niền mạng chung cái phước báo đó khiến cho mạng chung ở địa ngục tức là không phải chịu cảnh ở địa ngục nữa mà được sinh về cõi người ngay mà lại gặp được được cái duyên để tiếp tục tu tập rồi lại gặp được chư Phật rồi sau sẽ tu thành Phật. Công đức của ngài lớn như vậy. Hãy kính thưa các quý đạo hữu, ở chỗ này chúng ta phải tư duy. Chúng ta lúc sơ khởi bắt đầu tu tập, chúng ta có nói cho người ta về Phật pháp, người ta sẽ chửi mình. Vì lúc đấy mình chưa có công đức thế mình tu một thời đi nữa, nói cho người ta rồi, người ta không chửi nữa nhưng người ta chưa tin. Người ta nghe gọi là nghe để cho nó cho mình đỡ buồn đấy mà. Thế xong mình tu một thời gian nữa rồi, người ta lại nắng nghe. Rồi tu một thời gian nữa nói thì người ta tin, rồi tu một thời gian nữa nói thì người ta tu theo. Thế có phải bao nhiêu công đức không? Thế cho nên cái công đức của ngài nó lớn như vậy, cho nên ngài mới có sức giáo hóa chúng sinh được như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu chứ không thể nói rằng là đặt mình vào đúng cái chỗ của Bồ Tát để bảo không làm gì có chuyện lại đi giáo hóa làm sao mà giáo hóa cho người ta để người ta có thể mà thành tựu được vô thượng bồ đề đấy là do công đức, đấy, do công đức của ngài cho nên cái lời nói của ngài khiến cho người ta phát được cái tâm dũng mãnh như vậy. thì có những người mà đi nói cho người khác người ta phát tâm dũng mãnh ngay nhưng có những người nói cho người khác người ta Gơm làm gì cho nó mệt, vô duyên đúng không? Có những người thì nói là thôi đi phát tâm uh, xả cái dục lạc đi, rồi thế này thế kia để tu đi. Người ta bảo đúng là mê tín phải không? đấy là do cái công đức của người nói nó chưa 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 có công đức trên nói người ta ta sẽ mắng như thế. Nhưng có những người nói là tu thế này được thế này ngay đầu đầu tiên người ta phát tâm nghe lần đầu tiên là cái người đấy người ta đã tin ngay, người ta phát tâm ngay. đấy là do công đức của người nói đấy người ta có duyên người ta gặp được cái người kia cái người kia lại có cái cái nhờ cái công đức của người đó mà chuyển được cái tâm Tất nhiên là cái người kia cũng phải có một chút duyên chứ còn vô duyên hẳn thì nói không ai nói được họ những người vô duyên hẳn nhưng mà chỉ cần có người có một chút lòng tin tâm linh thôi mà lại gặp được Bồ Tát Phổ Hiền thì ngài nói cái là sẽ tin ngay lập tức thế rồi thì chuyển tâm và phát tâm ngay đấy là cái mà chúng ta cần phải hiểu rõ cái công đức của các bậc Bồ Tát là như vậy lại tiếp tục nữa kính thưa các quý đạo hữu ở đây là ngài đối với tất cả các loài chúng sinh cản thát bà Atula cho tới dâm nữ xúc sinh ngã quỷ ngài cũng đều giáo hóa được như vậy tức là giáo hóa cho người ta được phát tâm bồ đề chỗ này chúng ta phải phải rõ nữa này lại có những chúng sinh tùy chỗ sinh ra mà có những hình tướng khác nhau con nguyện sẽ phân thân hóa thành giống họ cùng làm những nghề nghiệp như họ cùng nhận chịu những nỗi khổ niềm vui như họ nguyện cho con biến hóa ra những thân như vậy để tùy theo việc làm mà giáo hóa những chúng sinh ấy. Chỗ này là chỗ mà chúng ta không thể nghĩ bàn. Các quý đạo hữu ạ. Ví dụ như là nhìn thấy những người bị bệnh hủy, bị bệnh trầm kha mà bây giờ lại mình biết trước là họ đau đớn như thế mà mình nguyện mình hóa thân cũng bị cái bệnh đấy vào chung ở cái chỗ đấy để cùng cảnh với nhau thì mới tâm sự với nhau được, đồng cảm với nhau người ta mới nghe mình được. Đấy mà ngài hóa thân vào đấy để ngài ngài trợ giúp rồi lại hóa thân vào cả chỗ dâm lữ, hóa thân vào chỗ xúc sinh, hóa thân vào tất cả. Chúng ta thấy rằng ngài không có trở ngại trong việc độ sinh, còn chúng ta thì sao? chúng ta thì phải chọn nữa cơ cái gì nó đỡ khổ không có ảnh hưởng gì đến cái thân của mình phải được ăn ăn phải được tương đối một chút cũng phải ngon một chút thức ăn còn phân biệt mà thế rồi trời nắng quá không chịu được phải ngồi điều hòa cơ trời mưa cũng không chịu được thì làm sao mà chúng ta có thể hóa thân được những vị bồ tát người ta biết rằng ví dụ người ta muốn độ cho cái con vật kia ví dụ như là con chó sói hay là con gì đấy ở giữa rừng hoang hay là một con lai một con hiêu gì đấy ở trong cái bầy này nó sẽ bị hổ nó rượt nó chẳng hạn để ăn thịt cái vị bồ tát này biết được con nai này trong tiền kiếp là đã có cái duyên rồi do cái nghiệp gì đó mới bị đọa ở đây thôi thì có khi lại hóa thân vào đàn nai đấy phải chấp nhận là mình là bị con hổ nó vồ mình để trong cái lúc vồ bị hổ nó vồ vào mình rồi thì mình có hét lên cái gì đấy để con nai kia nó giác ngộ nó phát tâm bồ đề cũng phải hóa thân vào đó để chịu cảnh đau đớn đó đấy hóa thân vào trong bầy đàn đó để chịu cảnh khổ đó để rồi mới giáo hóa được chúng sinh thế chúng ta thấy công đức không thể nghĩ bàn chúng ta không thể nghĩ được đến công đức của các vị bồ tát, không thể bàn được các công hạnh của ngài, các ngài không thể bàn được những cái sự hóa thân của các ngài, không thể bàn được nhưng đó là sự thật. Tâm chiếu hoàn quán vẫn cứ ân mãi cái vị mà à, tâm chiếu hoàn quán gọi là ông điên đấy. Có khi một kiếp của mình, có khi trợ duyên cho tâm chiếu hoàn quán là như thế. Cái lòng từ vô lượng là như thế trên tâm chiếu hoàn quán. Tại sao có nhiều câu nói của nhiều người không nhớ mà của một vị nhớ như in và có cái duyên cực kỳ hi hữu là như vậy. Rất là hi hữu. Thấy nước vị bỏ cái gần bỏ cái báo thân thì duy nhất tâm chiếu hoàn quán là người duy nhất hỏi được địa chỉ, hỏi được số điện thoại để lo no cho vị mà mới chỉ có tiếp duyên rất là ngắn ngủi như vậy thôi. Đó. Thế thì Hàng bồ tát chúng ta không thể nào mà nghĩ bàn được. Vì lợi ích chúng sinh thì có thể hy sinh thân mạng của mình. Nói rằng hàng bồ tát các ngài thương chúng sinh hơn cả cha mẹ thương con đỏ nhiều chứ. Hơn nhiều, các quý đạo hữu. Cha mẹ tình thương không thể bằng chư Phật chư Bồ Tát thương chúng sinh được, không thể nào bằng được. Đó. Chư Phật chư Bồ Tát nói rằng chư Phật chư Bồ Tát thương chúng sinh như mẹ thương con đỏ thì để cho những người mẹ người ta cảm nhận được là người ta thương con, người ta như thế thì chư Phật chư Bồ Tát cũng thương mình như vậy để cho dễ hiểu thôi. Chứ còn về cái sự giác ngộ thì chúng ta phải biết rằng thương hơn rất nhiều. Các quý đạo hữu ạ. Ngài có rất là nhiều công đức để cho ngài thuyết pháp cho chúng sinh để cho ngài khuyến hóa cho chúng sinh được phát tâm cúng dường cầu vô thượng Bồ đề. Vương tử vừa nói xong liền đúng như sở nguyện được nhìn thấy tất cả Tức là Ngài nhìn thấy các cõi của Đức Phật Ngài nhìn thấy hết tất cả những gì mà Ngài eh, phát nguyện ở ngay trong Pháp hội đó Tâm Chúa Hoàng Quán đọc tiếp kinh Khi ấy Đức Thế Tôn khen ngợi Vương Tử Mẫn Đồ Lành thay, lành thay thiện nam tử Thế giới của ông bao quanh bốn phía Có mười ngàn cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh trong đời vị lai lại sẽ giáo hóa vô lượng chúng sinh khiến cho được tâm thanh tịnh lại sẽ cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn. Đấy, Ngài giáo hóa cho tất cả những chúng sinh mà những chúng sinh đó sau này lại cúng dường vô lượng vô biên chư Phật thì phải biết là cái số lượng Ngài giáo hóa đông đến mức độ như thế nào. Rất là đông. Chúng ta, ví dụ như trong Pháp hội của chúng ta sau này có những người được gặp Phật, được cúng dường Đức Phật đấy ví dụ này như thế, thế thì đây là cái sự ví dụ đây là sự giáo hóa của sư phụ chẳng hạn cho tất cả chúng ta thì trong số chúng ta có người gặp được đức phật trong đời vị lai nào đó được cúng dường, thế nhưng ngài lại giáo hóa cho vô lượng vô biên chúng sinh như vậy mà những chúng sinh đó lại gặp được các chư phật ở đời vị lai để mà cúng dường thì phải biết là trong cái quá trình ngài tu hành bồ tát đạo ngài giáo hóa cho rất rất nhiều chúng sinh mới được như vậy. Đức phật bảo tạng lại nói tiếp thiện nam tử do nhân duyên ấy nay ta đổi tên cho ông là phổ hiền đấy nhé chúng ta phải biết là khi vương tử mẫn đồ phát nguyện như thế thì đức phật bảo tạng mới thọ ký cho mới đổi tên cho là phổ hiền phổ hiền là tương ưng với công đức phát nguyện công đức phát nguyện của vương tử thế nào thì cái tên nó được như thế cái tên được như thế cái hiệu được như thế và sau này thành phật là như thế tức là công đức đủ như này thì sẽ thành Phật hiệu là như thế này thành Phật ở đây và danh hiệu sẽ là thế này, tức là do công đức mà tạo lập, tâm chú hoàn quán đọc phần này ạ. Do nhân duyên ấy nay ta đổi tên cho ông là Phổ Hiền. Trong đời vị lai trải qua số a tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông hằng, trong khoảng sau cuối của a tăng kỳ kiếp lần thứ hai cũng nhiều như số cát sông hằng về phương Bắc của thế giới này trải qua số cõi Phật nhiều như số cát của 60 con sông Hằng. Các quý đạo hữu nhớ này, mỗi một hạt cát nó rất nhỏ, một con sông Hằng nó rất là dài và sông Hằng nó toàn là cát thôi. Nó toàn là cát ở bên bờ sông Hằng toàn là cát mà Đức Phật ví là nó Đức Phổ Hiền hành Bồ Tát đạo cái số kiếp nhiều bằng 60 cái số cát ở trên sông Hằng thì cái số kiếp của nó khiếp như thế nào số kiếp của nó là qua hai lần a tăng kỳ kiếp ví dụ như là đức phật thích ca của chúng ta là hành bồ tát đạo trong một lần a tăng kỳ kiếp gọi là trong ba a tăng kỳ kiếp thế nhưng mà đức phổ hiền thì lại hành bồ tát đạo gấp hai lần như thế đây này số lần số hai mà đấy tức là người ta chỉ tu có a tăng kỳ kiếp thôi là thành phật thế đây thì Ngài phổ hiền thì ngài ấy phát nguyện là hai lần như thế thì mới thì mới làm được các công đức đấy. Vì ngài ấy phát nguyện làm nhiều các cái công đức quá như vậy cho nên là cái số thời gian rất là dài như vậy. Cái công đức đó là ngài làm mới đủ được, cho nên là cái thời gian nó dài bằng trong khoảng sau cuối của số A tăng kỳ kiếp lần thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng về phương Bắc của thế giới trải qua số cõi Phật nhiều như số cát của 60 con sông Hằng. Khiếp khủng như vậy. Có thế giới tên là Chi Thủy Thiện Tịnh Công Đức. Ông sẽ ở nơi thế giới ấy mà thành tựu quả. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề hiệu là Chí Cang Hống Tự Tại Tướng Vương Như Lai Ứng Cúng Tránh Biến Chi Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Thầy Kính Thưa các quý đạo hữu Chúng ta chưa biết Ngài đến bao giờ thành Phật Nhưng ở đây thì Ngài đã được thọ ký rằng đến lúc bấy giờ Ở thời điểm đó, ở cái đất nước đó Thì Ngài sẽ thành Phật và hiệu tên là thế này Đấy là ở đây mới gọi là thọ ký Nhưng mà không biết đến bao giờ Thì Bồ Tát phổ hiền với thành Phật Có thể chúng ta đang được Bồ Tát phổ hiền Hóa thân độ chúng ta Chúng ta cũng không biết được Hóa thân các ngài chúng ta không biết được Chúng ta chỉ biết là mình được độ thôi Chứ còn mình cũng không biết ai nào ở đâu mà ai là Bồ Tát nào chúng ta không biết Đôi khi chúng ta ra đường chúng ta gặp một cái duyên gì đấy Mà giáo hóa chúng ta chúng ta cũng không biết Đấy là Bồ Tát hay không nữa Cho chúng ta giác ngộ hay không nữa Hoặc là người trẻ con Hoặc là người Lào, người Lào đấy Thậm chí cả người điên, người dại Người mù, người què Người ta nói cho một câu mình Khiến cho mình giác ngộ thêm, kiên cố thêm Mình không biết được đấy là thế nào Thấy không? Hàng Bồ Tát thì các ngài ba la mật lắm Mình không biết được đến thì chúng ta tập tu sáu pháp lục hòa đấy mà chúng ta làm còn ví dụ chúng ta cùng nhau cúng dường mà đi lúc đi cúng dường còn không thấy cái đâu là tiền của mình rồi không thấy đâu là vật dụng của mình rồi chứ nghĩa là khi mà đã được thực hành hẳn thì làm sao mà ai thấy được các ngài khó lắm các quý đạo hữu ạ trên công đức của các ngài là vô lượng vô biên mà chúng ta không thể nghĩ bàn cho nên chúng ta chỉ biết rằng công đức của các ngài được tạo lập ngay từ đầu cũng giống như chúng ta bắt đầu tập bỏ đi cái tôi trong các tiệm phận sự mà chúng ta đã thấy khó thế nào? Khó không? Rất khó. Bảo tu tâm bình đẳng rồi không chấp ngã nó khó đến mức độ như thế nào trong các thiện phận sự. Thế mà các ngài sau này lại còn thuần thục tự mình mình như vậy nữa. Chúng ta là đang bây giờ là nương nguyện để mà đi. Sau này chúng ta phải tự nguyện mà đi nữa. Tức là tự cái nguyện của chúng ta nữa. Nó phải có bước đầu, bước thứ hai. Còn đây thì chúng ta đang nương vào nguyện. Chúng ta đang nương vào nguyện của sư phụ để phát tâm chúng ta lương nguyện của sư phụ để hành tập thực hành Bồ Tát đạo, tập tập cho mình cái thói quen. Thế còn sau này chúng ta khi mà chúng ta rời được cái nguyện của các vị Bồ Tát rồi, chúng ta phải đi tự lập nguyện cho mình nữa. Thì trong cái số kiếp rất là lâu xa, phải không? Bao giờ chúng ta mới lập nguyện được cho mình? Là lúc bây giờ chúng ta phải thấy rằng chúng ta có ba la mật rồi, chúng ta mới lập nguyện được cho mình, tự mình mới lập nguyện được chứ còn chúng ta vẫn còn bản ngã thế này đôi khi là con xin phát nguyện là à, có người con xin phát nguyện tụng một nghìn biến chú đại bi để con được cái này ô cái đấy chưa phải là nguyện đấy là mới là tham cầu chứ không phải nguyện đây là nguyện không vì cái gì cho mình chỉ vì lợi ích chúng hữu tình vì sự giác ngộ của chúng hữu tình vì chúng vì sự phát tâm cầu vô thượng bồ đề của chúng hữu tình mà lập nguyện chứ không phải là vì lợi ích của mình mà lập nguyện như vậy vẫn là theo nguyện thôi theo nguyện nhưng mà chúng ta phải có thời kỳ theo nguyện đã chứ không ai tự lập nguyện được ngay vì đã biết làm đâu còn chưa hiểu thế nào là vô ngã phải không thì làm sao mà biết làm cho nên mới đầu phải học học phải tập tập rồi thì sau này mới thuần thục cho nên chúng ta mới đang thời kỳ học và tập học và tập thế chứ chưa bao, chưa thể có một tự mình mình đâu chúng ta thấy cái gì tự mình mình chúng ta biết rằng chúng ta có thể là đã đi sai đường không đúng vì cái đấy là mong cầu cho bản ngã của chúng ta thôi vì chúng ta chưa vô ngã chúng ta chưa ba la mật được thì chẳng qua nó chỉ là mong cầu bản ngã cho chúng ta thôi chứ không phải là vì lợi ích chúng hữu tình ở trong bài kinh này thì có một à, à, phần nữa cũng rất là hay khi mà đọc tới chỗ này thì tâm chiếu hoàn quán thấy nó là Tại làm sao mà có rất là nhiều các vị Bồ Tát phát nguyện theo mà lại không được lợi ích lớn như thế. Tâm chú còn đọc chỗ này. Thiện Nam Tử khi ấy Đức Như Lai bảo tạng liền vì 10.000 người ấy mà thọ ký. Tức là có 10.000 người cùng ở trong cái pháp hội nghề này và tán thán sự phát nguyện của Đức Phổ Hiền. Tán thán Đức Bảo Tạng đã thọ ký cho Bồ Tát Phổ Hiền. Đức Bảo Tạng thọ ký thế này các thiện nam tử khi Bồ Tát Phổ Hiền thành tựu quả anậu Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, các ông sẽ ở trong 10.000 cõi Phật thanh tịnh mà Bồ Tát Phổ Hiền đã tu tập trang nghiêm. Cùng lúc thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Kính thưa quý đạo hữu, ở phần trên thì Đức Phổ Hiền đã phát nguyện là sẽ thanh tịnh 10.000 cái, cái cõi bất tịnh thành trang nghiêm thành là trang nghiêm thế và 10.000 người này thì được thành tựu quả a lậu đa la tam Miệu tam bồ đề nhưng mà lại thành tựu ở cái 10.000 cái cái cõi mà mà cõi Phật mà Đức Phổ Hiền đã trang nghiêm cái cõi đấy ví dụ như cõi Phật A Di Đà là một cõi Phật trang nghiêm ai muốn sinh về cõi Phật A Di Đà rồi thành tựu thành tựu vô thượng bồ đề ở trên đấy thì đang thì ví giống như những cái người này này các quý đạo hữu hiểu không ạ nhé yeah. tức là bồ tát phổ hiền thì thành tựu quả a lậu đa la tam biểu tam bồ đề tức là thành tựu quả vị phật ở cái cõi bất tịnh giống như đức phật thích ca thế còn 10 cái nghìn người này thì ngay khi đó cũng thành tựu quả vô thượng bồ đề nhưng ở cái cõi thanh tịnh mà đức phổ hiền đã đã làm cho cái cõi đấy nó thanh tịnh trở thành các cõi của các đức phật rồi giống như cõi Phật A Di Đà là cõi thanh tịnh, chúng sinh ở các cõi đi về đó tu hành và cũng thành tựu quả vô thượng bồ đề nhưng mà lại thành tựu ở ở trên cái 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 cõi thanh tịnh là cõi của Đức Phật A Di Đà. Thế thì Đức Phổ Hiền này cũng trang nghiêm được 10.000 cõi thanh tịnh giống như cõi của Đức Phật A Di Đà để cho 10.000 người này đi về 10.000 cái cõi Phật đó và được thành tựu cái quả vô thượng bồ đề ở các cõi phật đó hay các quý đại hữu đã hiểu chưa ạ giống như chúng ta bây giờ muốn phát nguyện sinh về tây phương rồi thành tựu vô thượng bồ đề ở đó thì đó gọi là chúng ta đi về cõi phật phát nguyện về cõi phật và thành phật ở cõi phật đó thế thì ở đây là bồ tát phổ hiền đã tạo ra 10.000 cái thế giới thanh tịnh như là ở các cõi phật đó thế rồi các vị Bồ Tát này thành tựu quả vị Phật ở trên cái cõi mà đã trang nghiêm thanh tịnh kia. Ý nghĩa của đoạn kinh này là như thế. Và đây là các danh hiệu mà của các vị Phật của 10.000 người này thành Phật thì tâm chiếu hoàn quán không đọc lại danh hiệu nữa. Thế nhưng nó có một phần ở cuối này ạ. Tâm chiếu hoàn quán đọc cái phần hết cái phần của danh hiệu ạ Tất cả có đủ 10 hiệu là Như Lai ứng cúng tránh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật thế tôn, tức là 10.000 người đấy thành tựu quả vị Phật ở 10.000 cõi Phật và cũng có danh hiệu như vậy. Hết thảy các vị Phật này đều trong cùng một ngày, một giờ, mỗi vị ở nơi thế giới của mình mà thành tựu quả An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thọ mạng của mỗi vị đều là 10 trung kiếp, đều nhập liết bàn trong cùng một ngày. Sau khi nhập liết bàn rồi, sau 7 ngày, chánh pháp sẽ diệt mất. Tâm chiếu còn quán đọc đến đây cũng chán quá. Vì là các vị Bồ Tát này thành Phật rồi, thế nhưng mà khi thuyết pháp trụ thì rất là lâu dài, nhưng khi các ngài nhập diệt thì chánh pháp của các ngài được có mỗi 7 ngày nó bị diệt mất. Thì tại sao mà chánh pháp lại được có 7 ngày mà diệt mất thì cái này là cái tâm chiếu hoàn quán tư duy thế này. Vì các vị Bồ Tát này thành Phật ở các cõi thanh tịnh thì khi mà các ngài còn ở đó thì những người ở đó họ còn nghe thuyết pháp. Thế nhưng mà vì ở cái cõi đấy sung sướng như vậy cho nên là không có ai người ta thấy khổ để người ta tu người ta vì người ta cũng thấy sướng như thế rồi thì người ta cứ nghĩ là cõi phật thành phật thì chắc có lẽ cũng chẳng cần thiết lắm ví dụ như chúng ta ở đây khổ quá cơ, thì mới muốn thành phật mới nhìn thấy chúng sinh khổ thì mới muốn cứu chúng sinh khác cũng thành phật lớp lớp như thế nhưng mà do các cõi kia nó quá thanh tịnh con người nó sung sướng rồi nó không có phiền lão gì nhiều nó rất là sung sướng đầy đủ rồi thế thì chẳng còn ai cần họ để cứu. Cho nên chính vì thế cho nên là sau khi các ngài nhập diệt thì không ai truyền pháp của các ngài nữa. Vì vì sướng quá thì làm sao mà mà mình mình bảo là thôi hãy thành Phật đi chứ không ở đây khổ quá, người ta không thấy khổ đâu. Ở gọi đây không thấy khổ. Thế cho nên là người ta không thể nào mà người ta nghe chánh pháp được. Cho nên tại sao mà chánh pháp mà ở nơi ba đường ác thì lại không thể nào mà tuyên dương được là bởi vì ở đấy chúng sinh nó khổ quá nó không thể nghe được chánh pháp ở cõi trời thì sướng quá cũng không nghe được chánh pháp sướng quá không nghe chánh pháp suốt ngày ăn mới đi chơi còn nghe gì giống như ở cõi đời chúng ta nếu mà có người là tiền là vô lượng vô biên phải không sức khỏe thì rất là khỏe mạnh không bao giờ thấy ốm đau gì tiền thì vô lượng vô biên Thế thì cần gì đi tu những người đấy chả đi tu gì cả công danh thì ở đỉnh cao chá, việc gì phải tu mà tôi chả phải tu đã sướng này rồi, chả làm sao phải tu cả, phải không? Thế chính vì thế cho nên là về cõi Phật A Di Đà rồi thành Phật ở đấy, thì thành Phật ở đấy rồi thì ở trên đấy toàn là những người cũng người ta cũng đang tu ở đấy thôi, thì bây giờ người ta đâu có cần mình cứu đâu, trên ở đấy mình cũng không cứu được ai, rồi mình tu mình thành Phật ở đấy thì rồi thì cái của mình chứng ra mình nói thì đâu có nhiều người gì tin mấy đâu, phải không? Bởi vì người ta cũng đang tu rồi thế nếu như mình ở trang các cõi sướng khác các cõi thanh tịnh khác thì cũng không không thể đem lại lợi ích cho số đông nhiều được cho nên vì thế sau 7 ngày mới diệt thế cho nên chúng ta theo hạnh nguyện của đức phổ hiền rồi chúng ta theo gương của đức phổ hiền theo gương của đức phật thích ca chúng ta thành phật ở nơi cõi khổ này để chúng ta làm lợi ích cho chúng sinh chúng ta phát cái nguyện bồ đề rộng lớn để cho chúng ta làm lợi ích chúng hữu tình Các quý đạo hữu ạ Hải kính thưa quý đạo hữu Trong bài kinh này Thì chúng ta thấy Có hai vấn đề Ở trong pháp hội này Thứ nhất là Để được Đức Phật thọ ký Thì chúng ta cần phải Phát nguyện dũng mãnh Làm lợi ích chúng hữu tình Thì mới được Đức Phật thọ ký đó là vấn đề thứ nhất đấy là nhân duyên thứ nhất và nhân duyên thứ hai vấn đề thứ hai đó là cái sự phát nguyện dũng mãnh đấy của mình phải có năng lực phải có năng lực tức là mình phát nguyện cái gì thì cái đó phải có năng lực rồi tức là lúc trước mình đã tích tập các công đức rồi ở đây kinh nói thế này Bạch Đức Thế Tôn nguyện cho con nay sẽ được sức tam muội kiến trùng trùng trang nghiêm, từ xa nhìn thấy hết thảy những việc như thế. Những việc như thế tức là những việc mà mà Bồ Tát Phổ Hiền vừa phát nguyện phát nguyện là con sẽ trang nghiêm 10.000 cõi phật, con sẽ thế này, con sẽ thế kia, con sẽ vào trong địa ngục, con sẽ vào hóa thân trong các thân để mà độ chúng sinh, con sẽ hóa hiện ra nhiều thân ra nhiều loại ngôn ngữ để mà giáo hóa chúng sinh, thì, thì ngài phát nguyện rằng là nguyện cho con nay sẽ được sức tam muội kiến trùng trùng trang nghiêm từ xa nhìn thấy hết thảy những việc như thế vương tử vừa nói xong Niền đúng như sở nguyện được nhìn thấy tất cả được nhìn thấy tất cả những gì mà mình phát nguyện đấy là phát nguyện thôi mà chưa làm đấy mà cái nguyện lực đã, đã mạnh mẽ như thế đã nhìn thấy được rồi nhìn thấy luôn như thế mới được đức phật thọ kỳ chứ có phải dễ đâu nhiều người thì cứ là con nằm trong mơ con ngủ mơ thấy đức phật xoa đầu con thọ ký không phải như vậy đâu ạ đấy muốn được các đức Phật thọ ký thì lúc đấy giờ chúng ta phải vào hàng bất thối chuyển. Bất thối chuyển rồi mới phát nguyện. Vào hàng bất thối chuyển rồi mới phát nguyện đấy. Chứ không phải là sơ tâm phát nguyện mà đã được thọ ký đâu có quý đạo hữu Giống như Đức Phật Thích Ca của chúng ta ấy, Khi Ngài được thọ ký, lúc bấy giờ Ngài đang thực hành cái công hạnh là dám lầm mình xuống dưới, dưới vũng bùn để nguyện làm cầu cho đức phật và tăng đoàn đi qua và nguyện rằng nếu đức phật và tăng đoàn không đi lên người mình để đi thì nguyện sẽ không đứng đứng lên thế và cái nguyện của, của bồ tát là tiền thân của đức phật ấy. nó có đầy đủ năng lực khiến cho đức phật đang đi đằng kia ngài quay trở lại cái con đường đường này tức là dân chúng làm cho ngài cái con đường đẹp kia ngài thấy biết được cái tâm ý của, của bồ tát tiền thân của, của đức phật Thích Ca Cho nên Ngài vòng trở lại cái con đường này này Ngài đấy, đi lên tóc Thì chúng ta thấy là cái nguyện của tiền thân của Đức Phật Mạnh đến mức độ như vậy cơ mà Nguyện như vậy lặm Tại vì người ta nguyện như, như thế Và các hàng Bồ Tát là làm thật Nguyện là làm thật Chứ không phải nói là tôi biết không đi qua rồi Tôi mới nguyện chứ biết đi qua tôi cũng chẳng nguyện Không phải như thế Chúng ta mà như thế thì sợ lắm Phải không? Bẩn đã sợ rồi Chứ chưa nói gì Làm lên cái vũng buồn đấy. Mà lại còn nguyện nếu như Đức Phật À, nhiên đăng mà không đi lên cái cầu cầu người đấy của của ngài đấy thì ngài không có đứng dậy khỏi đấy, đấy là năng lực của nguyện thế cho nên chúng ta phải nhớ là phải có đủ hai duyên duyên thứ nhất là nguyện dũng mạnh mạnh nhưng nguyện dũng mạnh này chỉ là vì lợi ích chúng hữu tình thôi vì để cầu vô thượng bồ đề thôi chứ không có một chút nào cho mình mới gọi là nguyện bồ đề dũng mãnh và cái thứ hai đó nữa là nguyện phải có năng lực phải có năng lực Thế thì cái này Ngài vừa nguyện là tất cả những gì ở trên kia con là nguyện thanh tịnh. Như vậy thì nhờ cái sức nguyện tam muội tức sức định của nguyện ấy, cái sức định của nguyện, tức là Ngài nguyện như thế và Ngài làm như thế không thối chuyển. Ngài nguyện thế nào, Ngài sẽ làm đúng như vậy, không hề thối chuyển, thì nó mới có cái sức định. Và cái năng lực của định đó khiến cho tất cả những sự việc Ngài đều được thấy hết, tất cả hội chúng ở đấy đều được thấy hết. Thế chúng ta phải biết có hai nhân duyên. Thấy không? Thế thì ở đây Phật tử của chúng ta bắt đầu chúng ta tập thế nào? Thứ nhất là chúng ta tập thực hành lục hòa thật tốt tất cả mọi việc không phải vì bản ngã của mình tập tinh tấn lục hòa và tập vì lợi ích chúng sinh mà làm trên ở trong câu lạc bộ quốc vàng tập tu lục hòa của chúng ta chúng ta nguyện tất cả những chúng sinh nào mà kết duyên với chúng ta thì đều là kết duyên với pháp lục hòa kết duyên với pháp ba la mật. Đấy các quý đạo hữu ạ, thì chúng ta phải có ba la mật thì chúng ta mới có pháp ba la mật. Có pháp ba la mật thì người ta kết duyên đây là kết duyên với pháp chứ không kết duyên với mình. Còn nếu mình thực hành theo bản ngã thì họ kết duyên với bản ngã của mình thì họ không có lợi trong tương lai, trong các kiếp sau họ không có duyên với chánh pháp. Mình muốn cho người khác có cái duyên phát được nguyện bồ đề thì mình phải cho họ kết duyên được với pháp ba la mật các quý đạo hữu phải cho họ kết duyên với pháp lục hòa. Đấy là việc thứ nhất mà chúng ta cần phải làm. Trên cứ cái gì mà có bản ngã của chúng ta tự chúng ta thì chúng ta phải dẹp trừ nó đi, dẹp trừ ngay và đưa cái đó vào pháp lục hòa. Ấy trên Đức Phật Thích Ca của chúng ta là vô cùng từ bi. Ngài đưa ra pháp lục hòa cho chúng ta thực hành để chúng ta thành tựu cho mình và thành tựu cho tất cả những ai kết duyên với mình. Ở đây Bồ Tát phổ hiền, ngài đã nguyện rằng cho tất cả những ai kết duyên với Ngài, Ngài đều giáo hóa cho để sau này đều phát được nguyện Bồ Đề thì chúng ta đang làm cái việc đó. Tất cả những ai kết duyên với chúng ta khi chúng ta thực hành đúng Pháp thì người đó sau này đều có nhân duyên ở nơi các cõi Phật, ở nơi nơi đời, tức là khi mà sinh được về làm người, ở nơi cõi đời thì họ đều được phát tâm Bồ Đề. Cái đấy rất là lợi ích cái nguyện của câu lạc bộ quốc vàng của chúng ta việc làm câu lạc bộ quốc vàng của chúng ta là làm trong nguyện của bồ tát phổ hiền làm trong công hạnh của bồ tát phổ hiền làm trong nguyện nớt của bồ tát phổ hiền đấy cái công đức này như thế cho nên chúng ta phải rất quý pháp luật hòa và phải thực hành và ai thực hành điều đó là đang thực hành nguyện này công đức này của bồ tát phổ hiền các quý đạo hữu và cái thứ hai chúng ta cần nữa đó là chúng ta cần đưa ra cho mình lời hứa tức là cái phần mà chúng ta muốn có được nguyện lực ấy Muốn có nguyện lực thì đầu tiên chúng ta phải có nguyện. Nguyện đó làm được thì gọi là nguyện lực. Nhưng các quý đạo hữu rõ chứ thì chúng ta sẽ đưa ra lời hứa, lời hứa đối với chính mình. Là mình sẽ, sẽ kiên trì trợ giúp cho người này, người này, người kia để cho họ được phát tâm bồ đề. Ví dụ trong đạo tràng là có Phật tử dự thính hoặc là trong đạo tràng có Phật tử chính thức nhưng chưa, chưa tinh tấn. Chúng ta phải hướng tới họ, hứa với lòng mình hứa với lòng mình mình sẽ âm thầm giúp cho người này để người này họ phát được cái nguyện bồ đề họ vào được thành viên chính thức họ phát được cái nguyện bồ đề thì mình hứa như thế xong và mình làm được thì cái đấy mình gọi là có nguyện lực lời hứa lời hứa thành sự thật thì gọi là nguyện nguyện thành hiện thực thì thành là nguyện lực các quý đạo hữu rõ chưa mình gieo đủ hai cái nhân duyên này tức là mình đang tích tập công đức đầy đủ để cho sau này mình được phật thọ ký cho mình đó là nhiệm vụ của chúng ta trong cái buổi thiền quán này. Thì chúng ta ngồi chúng ta tư duy, chúng ta xem là từ trước tới nay mình đã thường hướng tâm tới để làm lợi ích cho ai. Âm thầm hướng tâm tới để làm lợi ích cho ai để mong muốn cho họ được vào nguyện lực Bồ Đề chưa? hay là những cái đấy chẳng qua chỉ là cái danh của mình thôi nếu như chúng ta vì cái danh thì chúng ta sẽ phát tâm sám hối từ bỏ và chúng ta xem trong đạo tràng của chúng ta còn những ai chưa tinh tấn còn những ai chưa phát tâm thì chúng ta sẽ hướng tâm tới họ để chúng ta phát cái lời hứa với lòng mình thế rồi từ cái lời hứa với lòng mình mình sẽ âm thầm kết hợp cùng với nhiều người xung quanh mình đạo hữu của mình để đưa họ cho họ vào trong Phật tử chính thức giúp cho họ thực hành được lục hòa rồi giúp cho họ phát được cái đại nguyện Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề đó thì là trong cái buổi thiền quán của chúng ta như vậy và cái chủ đề của buổi thiền quán này là quán chiếu để gieo nhân được Đức Phật thọ ký buổi thiền quán của chúng ta rất là lợi ích và đến cuối cùng chúng ta phải tri ân tri ân sư phụ tri ân chư tăng vì không có sư phụ không có chư tăng thì chúng ta không có những sự học hỏi này không có sự hiểu biết này trên tri ân sư phụ đã kiến lập pháp hội đạo tràng cho chúng ta tu hành tri ân những đạo hữu xung quanh chúng ta đã giúp cho chúng ta tu sách tấn cho chúng ta trên con đường tu học rồi chúng ta hướng tâm tới cảm niệm cái ân đức của các bậc bồ tát khi mà chúng ta làm các việc nhỏ còn khó thế này, thế mà ngài lại còn biến cái số kiếp nhiều như là số kiếp của 60 con sông hàng để hành Bồ Tát đạo nhiều đến mức độ như nào, ngài hóa hiện vô số thân khổ sở trong các cõi để giáo hóa chúng sinh cho chúng sinh phát tâm Bồ đề. Thế mà còn mình thì sao? Mình có làm một chút vô ngã thôi, đưa vào câu lạc bộ để cho mình có được công đức ba la mật thôi mà mình cũng thấy khó chịu thế nào mình muốn có là phải có tôi cơ phải có tôi xuất hiện cơ phải có hình bóng của tôi cơ chứ còn làm biến mất cái tôi ấy. khó chịu thế nào thì từ cái đó mình mới thấy công đức vĩ đại của các bậc bồ tát thế nào để cho mình hướng tới mình cảm niệm mà các bậc bồ tát thì là là tiền thân của các đức phật cho nên đức phật là viên mãn là công đức vô lượng vô biên như thế nào cho nên chúng ta mới thấy đức phật thích ca nói là Tất cả công đức của tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới này không bằng công đức của một mảy lông chân của Đức Phật. Tại sao? Vì tất cả công đức của chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới này đâu đã phải là công đức để thành Phật đâu. Đúng không? Có thành được Phật đâu. Thế mà công đức trong mảy chân lông của Đức Phật cũng là công đức để thành Phật. Các quý đạo hữu ạ. Ở đây chúng ta mới thấy rằng công đức của các ngài vô lượng vô biên chúng ta sẽ tập tu dần dần nhiều lần như thế này một năm nhiều lần quán niệm như thế này để rồi chúng ta sẽ chú niệm trong cái niệm hướng về các công đức ba la mật hướng về cái công đức của các vị bồ tát giống như vương tử mẫn đồ ấy, dùng 7 năm chỉ để nhớ niệm đến công đức công hạnh của các vị bồ tát các công đức công hạnh của chư phật vì nhớ niệm như thế cho nên ngài phát được những cái niệm bồ đề thế này Hãy chúc các quý đạo hữu có buổi thiền quán à, được nhiều an lạc và phát khởi được tâm tinh tấn bồ đề nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni Thank <music> you.